Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh xem bóng đá là có tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định trận đấu giữa Real Valladolid và Leganés. Trước khi đi vào nhận định chính của trận đấu này, xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình hôm qua đã ăn full 3 kèo đấu mình đưa cho tất cả mọi người. Anh em nào chưa kết bạn Zalo với mình hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 để mình có thể đưa ngay vào nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nhé. Đây anh em không phải đợi chờ thêm nữa, mình sẽ đi luôn vào nhận định chính của cái trận đấu này. Vâng, thì hiện tại các cầu thủ Real Valladolid đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng tổng sắp. Và chuỗi 5 trận gần đây ở La Liga của họ đang thật sự là khá tồi, khi mà hiện tại họ đang có chuỗi trận chỉ có thua và hòa. Vâng, cho dù là có được một điểm trước Valencia ở vòng đấu vừa qua, nhưng mà các người hâm mộ của Real Valladolid thì cũng không hết những cái chỉ trích khi mà các câu lạc bộ này đang thi đấu quá là tồi. Còn về phía đội khách của họ ngày hôm nay, đó là Leganés, thì Leganés hiện tại cũng đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng các bạn nhé. Sau 18 vòng đấu mà Leganés chỉ ghi được có 13 điểm thôi. Và đây là lịch sử đối đầu ở trong những trận đấu gần đây nhất của cả hai đội. Theo thống kê hiện tại thì trong 8 trận đấu gần đây nhất, Valladolid chỉ thắng được 2, Leganés thắng 5 và hai đội có 1 kết quả hòa. Vậy là lịch sử thì hiện tại đang nghiêng một chút về phía các cầu thủ Leganés. Và đây là đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở cái trận đấu này. Về phía các cầu thủ khách thì không có nhiều cái tên đáng chú ý lắm trong đội hình của họ. Và về phía các đội nhà thì sẽ có Vira, Unan hay là Ramirez. Vâng, thì ở cái trận đấu này, trang nhà cái đánh giá các cầu thủ chủ nhà cao hơn và đặt cửa trên các bạn nha, 1/4. Cửa trên 1/4 cùng với một cái kèo tài rất thấp ở trận đấu này, đó là kèo tài 1/3/4. Có nghĩa là hai được nửa tiền luôn rồi các bạn ơi. Ok, và trong trận đấu này thì mình sẽ chọn đi kèo Real Valladolid cửa trên cùng với lại một cái kèo tài 2 ăn nửa. Trong thời gian vừa qua mình làm rất nhiều video và cho anh em ăn full rất nhiều kèo rồi, thì mong anh em sẽ luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh của mình. Hãy để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video lần sau.